cho mọi người đi ăn chung nhé. Hết rồi, chị không hết rồi. Mình đang đi dưới downtown Vancouver. Cái nơi đây chắc là toàn building nó giống như downtown LA quá. Nhưng mà được cái đây thì nó không khí nó gì đó, nó mát thôi. Bên đây được cái cây xanh nhiều, khá nhiều cây xanh nên đâu cũng có vẻ thấy mát. Ok, quán ăn đầu tiên anh thử nha. Đó là quán ăn người Việt Nam. Bây giờ coi cái quán ăn người Việt Nam đây. Hạ Long Bay hả? Rồi, kéo ra là Hạ Long Bay. Địa chỉ. Quán Việt Nam vui không? Thôi coi giờ này họ bán gì, ăn gì. Ok, giờ coi chung ha. Nó nằm ngay trước downtown của Vancouver. Từ cái nơi khách sạn đi bộ ra đây là khoảng hết 8 phút rồi. Không vui. Có menu bán sao đây? Một tô phở giá 10 đồng, 11 đồng cho thêm vô là 2 đồng, 2 đồng. Nhưng mà nó tính là rẻ. Còn 13 đồng, 14 đồng của Canada là bằng 10 đồng của tiền đô, thì có nghĩa rằng nếu vậy là nếu một tô phở ở đây mà 10 đồng thì gần bên Cali là khoảng 8 đồng về giá. Giờ giờ đi đến bất cứ đâu cũng có người Việt hết. Ở đây nó đang trước được. Món đấy là món gì đó? Bún thịt nướng chay giò. Bún thịt nướng chay giò. Bên Vancouver, Mỹ, Cali, bún thịt nướng chay giò. Sao nó có ăn được? Bằng 10 đồng, món gì? Sao nó có ăn được? Thai short. Chicken. Thai nó món gì vậy? Thịt gà. Gà. Ôi ba ăn phở cho thức ăn. Thích. Tô phở này chắc khoảng 14 đồng đây. 14 đồng Canada đây. Tái nạp gầu gân chắc quá. Tôi cả bỏ viên luôn. Ok. Phở giống viên nào vậy mày? Quán này quán người Hà Nội ở chỗ này. Quán phở đây chắc cho người Hà Nội nấu rồi. Tại vì chủ quán nghe nói giọng Hà Nội. Mẹ cho anh Dũng bắt là mẹ không có cho tương kìa mẹ. Thôi, mời mẹ. Đây, mời mọi người luôn. Thôi, quán bữa ăn đầu tiên bên Canada. Ăn phở. Bỏ viên đây ngon nè con nhỉ. Ở đây bỏ viên đây ngon. Mùi vị có vẻ khác hẳn phở Cali. Tái nạm rồi các bạn. Bò viên gì đó ta. Không có gân được con nhỉ. Nhưng mà phở ở đây để ý á, thì nó có nhiều nước béo. Béo.
chào mọi người ha. Vì sau buổi trưa là nãy là đang ăn quán phở ở Việt Nam ha. Quán phở là Vịnh Hạ Long, đúng không ha? Nó Hạ Long Bay chứ, Hạ Long Bay có nghĩa là quán phở của người hình như người Hà Nội á. Người Hà Nội họ mở quán phở trong cái khu vực ở dưới downtown Vancouver. Thì bây giờ là mình sẽ lên, bây giờ mình đi ăn tối, mình sẽ dắt mọi người lên một cái tòa gọi là cao nhất, một trong những tòa nhà cao nhất tại Vancouver. Nó gọi là Lookout Building á, mà nó giống như một cái tòa nhà, giống như cái tháp mà radio channel vậy đó. Cái tháp của mấy đài radio đó. Thì cái tòa nhà này mình có thể ăn tối và mình có thể coi được 360 độ. Tại vì khi mình ăn thì cái tòa nhà nó sẽ xoay 360 độ để mình thấy hết được cái cảnh của thành phố Vancouver. Mọi người lên coi mình, coi nó là cái gì, coi có cái gì nó hay để cùng nhau gọi là đi đây đi đó, để biết đây đi đó đó mà. Vậy nha, ok, mọi người cùng đi chung, ok. Hey, where have you been? I've been looking for you now and then. Someone just like you, who can make me feel the way you do. Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. Let's run away. All I need is you, now and always. You and me, we don't need no one else than each other. You and me, we could run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Let's lose our minds. We could go crazy and leave it all behind. Món này là món gì đây? Là con gì mẹ? Mắt cầu là con gì mê tên? Mắt cầu là con nghêu à? Không. Lát tôi biết là súp à. Ba món súp này, món Pháp này. À này, món của Mỹ đó. Này, Mỹ bắt luôn là nấm. Món này món gì quên mất tiêu rồi. Ok. Mà quên mất tiêu rồi. What you feel? That's ridiculous. Earlier, I'm sure you had a go. Vậy cái ăn cũng không cần mở đèn trong nhà, tại con mở được không? Úp, con mốt chị kia. Úp. Thôi, mời mọi người ăn món này là cái món là gì con? Bao quên. Đất đua, có nghĩa là thịt vịt á. Thịt vịt chắc nó nấu kiểu Pháp hơn nhỉ. Ok, ăn thử coi cái mùi vị nó sao nha. Món này món hải sản, các cho là gì đây, mấy scallops, seafood lobster cho vô. Thảo ăn món gì? Salmon fettuccine. Các bạn đừng quay cho con chơi cho cây. Món này món gì? Salmon fettuccine. Would you like this piece? Salmon fettuccine, yeah. They never go. Unless you watch your knife. Okay, I'm why I'm putting it down. I'd rather not myself slice it. Thôi mọi người coi chơi cho nó vui thôi, coi cho biết để nó bán cái gì. Nếu nào lên thì có cơ hội lên thì cứ nào là ai lên thì biết coi để nó bán gì cho vui. Vậy nha, mời mọi người. Khỏi được ăn coi món thịt vịt nấu kiểu Pháp coi nó sao. Cái món này chắc nó vẫn thua cái món gì là bún vịt xoong măng rồi mẹ. Mời mọi người ăn thử nha.
Mùi vị lạ lạ. Lần bờ đầu tiên bán mùi vị lạ lạ vậy. Bán có mấy lần kiểu Pháp ta nấu thịt vịt rồi, nhưng mà lần này thì họ nướng thế nó khác khác chút. Này chắc họ ướp gia vị xong họ cho vô chảo dầu chiên lên ta. Đây chắc vài miếng cam, khoai tây, cà rốt, thịt vịt, đậu chấm, chút rau. Vậy nha, thôi quảng cáo mọi người ăn cho nó vui. Ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. It could be glorious.